Thưa quý vị, các điểm dịch tại thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 gia tăng. Chiều tối ngày hôm qua, thành phố Hà Nội đã tiếp tục điều chỉnh mức độ nguy cơ của 61 xã phường thị trấn trên toàn thành phố. Và đáng chú ý là trong đó thì đã có phường chuyển sang cấp độ 4, tức là mức nguy cơ rất cao. Tôi đang có mặt tại trường tiểu học Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là phường duy nhất của thành phố Hà Nội được nâng cấp độ lên màu đỏ. Tức là ở vùng nguy cơ rất cao khi mà liên tục trong vòng 14 ngày qua địa phương ghi nhận hơn 50 ca mắc COVID-19. Phường chuẩn bị sẵn sàng một trạm y tế lưu động ở trường tiểu học Phú Đô để sẵn sàng điều trị hoặc hỗ trợ điều trị các trường hợp F0 trong trường hợp mà diễn biến dịch phức tạp trong thời gian tới. Ngoài phường Phú Đô ra thì toàn thành phố Hà Nội đã có 4 địa phương được nâng cấp độ thành cấp độ nguy cơ cao, gồm phường Cống Vị của quận Ba Đình, xã Ninh Hiệp, xã Yên Thường và xã Phù Đồng của huyện Gia Lâm. Hơn 500 sở chỉ huy phòng dịch của tất cả các xã phường thị trấn tại 30 quận huyện thị xã trên toàn thành phố Hà Nội đã được kích hoạt luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng trực chiến để chỉ huy phòng dịch. Các trạm y tế lưu động ở tất cả các xã phường cũng đã được chuẩn bị sẵn. Ngành y tế thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên hạn chế tụ tập đông người cũng như hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết, và đảm bảo các nguyên tắc 5K tại các nơi công cộng. Một số tỉnh thành phía Bắc đã và đang ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong những ngày qua. Ngoài nỗ lực truy vết, khoanh vùng dập dịch và phủ vaccine, thì một số địa phương cũng đã linh hoạt áp dụng điều trị F0, cách ly F1 ngay tại nhà để chủ động thích ứng với tình hình dịch trong giai đoạn bình thường mới. Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thì ngay từ khi mà số ca mắc COVID-19 vượt 500 ca trên toàn tỉnh, 5 trạm y tế lưu động đã được kích hoạt để quản lý F0 và cách ly F1 tại nhà. Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu từ cuối tháng 10 cũng đã thí điểm cách ly các F1 tại nhà liên quan tới ca mắc COVID-19 trở về từ Bình Dương. Sau đó thì thị xã Đông Triều đã thực hiện điều trị cả F0 tại nhà. Trong thời gian qua thì tỉnh Hà Nam đã cách ly hơn 1.000 F1 tại nhà. Tỉnh Phú Thọ đã cách ly và điều trị tại nhà hơn 6.000 trường hợp, đảm bảo các yếu tố an toàn, giảm tải cho ngành y tế. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trước tình trạng F0 liên tục tăng trong những ngày gần đây, hôm qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ra mắt đội đặc nhiệm phòng chống COVID-19, hỗ trợ 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức khống chế, triệt tiêu nhanh các ổ dịch. Ngoài ra thì ngành y tế kích hoạt nhiều trạm y tế lưu động, tái kích hoạt mạng lưới thầy thuốc đồng hành để điều trị và hướng dẫn người dân cách phòng dịch tại nhà. Những nỗ lực này nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm và chăm sóc kịp thời F0 mới. Là một trong những địa phương có số lượng F0 tăng nhanh cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1.100 trường hợp đang điều trị tại nhà. Phường Hiệp Thành, quận 12 đã liên tục tiến hành lấy mẫu test COVID-19 nhằm sàng lọc cộng đồng, đồng thời tổ chức cấp phát các túi thuốc y tế và hướng dẫn người dân xung quanh khu vực F0 cách phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp em thì bị nhiễm thì mình cách ly tại nhà. Y tế địa phương cũng chăm sóc rất là chu đáo, cũng hỏi han rồi cũng phát thuốc. Theo Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành, để điều trị tốt cho F0 tại nhà và ngăn chặn chuỗi lây lan, lực lượng y tế địa phương đã lập các nhóm Zalo và thông tin số hotline y tế phường cho người dân để kịp thời trao đổi và xử lý các trường hợp khẩn nguy cho người điều trị tại nhà, đồng thời cấp phát các túi thuốc điều trị. Ngay từ ban đầu khi phát hiện F0, chúng ta là phải phát thuốc cho F0, thực hiện dán biển cách ly tại nhà. Nếu thực sự những trường hợp mà không chấp hành đúng, buộc phải xử lý vi phạm hành chính để góp phần phải giảm cái tình hình dịch bệnh tăng lên. Để hạn chế số ca tăng, ngoài trạm y tế chính, hiện nay địa phương đã được tăng cường một trạm y tế lưu động. Tới đây sẽ có thêm sự hỗ trợ của đội đặc nhiệm kiểm soát phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu trọ, xóm trọ.